Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tối 12 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam. Theo đó, chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lý Cường trên cương vị Thủ tướng Quốc vụ Viện, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Thủ tướng Lý Cường đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đúng vào dịp hai bên đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2025. Trong ảnh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm còn là sự tiếp nối truyền thống giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng sâu hơn. Trong ảnh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Cường sẽ lần lượt có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ đi sâu thảo luận những biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng, hai nước, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị. Trong ảnh, Thủ tướng Lý Cường cùng đoàn đại biểu Trung Quốc tại buổi gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.